Tử Vi trọn đời tuổi Giáp Tý nữ mạng. Sinh năm 1984. Chi tiết từ năm 40 tuổi đến năm 60 tuổi, năm nào may mắn nhất, năm nào xui xẻo nhất. Tử Vi tuổi Giáp Tý 1984 trọn đời nữ mạng thì quý bà là người có tính cách độc lập mạnh mẽ. Trong công việc họ là người nỗ lực giải quyết mọi vấn đề, bằng sức mình hiếm khi phải nhờ vả ai. Khi xét tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng 1984 có thể thấy quý bà thuộc cung Cấn mệnh Hải Trung Kim, là vàng trong biển, ốc thượng chi thử, chuột ở nóc nhà. Những người sinh năm giáp tý thường là người có tính cách nhanh nhạy, độc lập và kiên cường. Trong suốt hành trình gây dựng sự nghiệp họ luôn là người vững chí bền gan và vượt qua nghịch cảnh. Hình ảnh đại diện cho giáp tý là hình ảnh chuột trên nóc nhà nghĩa là số mệnh của phụ nữ tuổi này được giàu sang phú quý cuộc đời của quý bà tuổi giáp tý đa phần sẽ có tuổi thơ đầy khó khăn vất vả tuy nhiên đến thời trung và hậu vẫn mới được hưởng sự sung sướng êm ấm họ có đường tình duyên vô cùng suôn sẻ và viên mãn người chồng là người biết lắng nghe thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn cùng vợ người phụ nữ tuổi giáp tý cũng thể hiện là người có sức chịu đựng tốt mềm mại và dịu dàng chiều chồng thương con chính vì thế nên họ có được gia đình vô cùng viên mãn con cái đuê huê hiếu kính cha mẹ. Khi xem tử vi trọn đời tuổi giáp tý, nữ mạng có thể thấy quý bà có niên thọ trung bình từ 68 đến 75 tuổi. Nếu biết làm ăn lương thiện tu tâm tích đức sẽ tăng niên thọ lên đáng kể còn, nếu làm việc ác, không biết tu nhân tích đức niên thọ sẽ giảm bớt. Vận mệnh của con người, trên từng phương diện có vai trò vô cùng quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định sau này. Dưới đây các chuyên gia tử vi trọn đời sẽ tiến hành phân tích tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng 1984 trên tất cả các phương diện như sau. Cuộc sống Luận xem tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng có thể thấy tuổi này hồi trẻ chịu nhiều sự khó khăn. Ly hương làm ăn đặng mới ổn, anh em không được cậy nhờ. Xin lỗi mùa cực nhọc bơ vơ. Số người này sẽ có nhiều lần chết hụt nếu biết cách tích đức làm việc thiện sẽ được quý nhân độ mạng và qua cả. Hậu vận mới mong có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Quý cô giáp tý trong cuộc sống là người hiền lành lương thiện chu đáo. Họ tinh tế trong từng cử chỉ cách đối nhân xử thế thận trọng và có phép tắc. Chính vì thế tuổi này thường được người xung quanh vô cùng yêu mến và kính trọng. Những người sinh năm 1984 thường có đường con cái vô cùng êm ấm hạnh phúc gia đạo viên mạng họ là chỗ dựa vững chắc để con cháu nương vào từ đó có thể tiến bước vào cuộc đời với sự hỗ trợ tốt nhất từ gia đình tình duyên xét tình duyên thì theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng là những người giàu tình cảm chân thành và nồng cháy khi đã bắt đầu mối quan hệ họ thường đặt trọn tâm lý và trái tim vào nửa kia của mình vì thế khi có mâu thuẫn họ thường cảm thấy tổn thương bởi lẽ đó khi xét phương diện tình duyên của quý bà có thể lưu ý một số trường hợp sau. Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng 1984 thì quý bà sinh vào tháng 1, 6 âm lịch sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên trước khi tìm thấy bến đổ cuộc đời của mình. Đối với các quý bà sinh tháng 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch sẽ có 2 lần thay đổi về tình cảm trước khi tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình. Còn theo tử vi trọn đời giáp tý nữ mạng với quý bà sinh tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch có đường tình duyên suôn sẻ cuộc sống hôn nhân viên mãn ấm êm. Sẽ gặp được tình yêu đầu đời và nên duyên chung sống với nhau đến cuối đời. Công danh sự nghiệp Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng 1984, thì quý bà là người có tính cách độc lập mạnh mẽ. Trong công việc họ là người nỗ lực giải quyết mọi vấn đề bằng sức mình, và hiếm khi phải nhờ vả ai. Vì thế người này luôn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Con đường sự nghiệp của phụ nữ tuổi này tuy không trải hoa hồng, nhưng họ là người dám đương đầu với khó khăn thử thách. Chính kinh nghiệm và sự tín nhiệm và lòng quyết tâm như góp gió thành bão. Đến năm 40 tuổi người này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công vang dội và khẳng định được vị thế của mình. Gia đạo Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng 1984, thì quý bà có một mái ấm gia đình vững chãi Vợ chồng tâm đầu ý hợp và con cái hiếu thảo trước khi có con người phụ nữ này là người ưa phiêu lưu mạo hiểm với những điều mới lạ nhưng lúc có con rồi họ sẽ trở thành một người chăm sóc gia đình rất tốt quán xuyến mọi thứ chu toàn những tuổi làm ăn hợp mệnh việc chọn tuổi làm ăn hợp sẽ giúp đôi bên đạt được thỏa thuận dễ dàng công việc thuận lợi phát triển dưới đây là những tuổi mà quý bà nên chú ý kết hợp để mang đến may mắn đó là các tuổi giáp tý đồng tuổi bính dần Kỷ Tỵ, Canh Ngọ khi kết hợp cùng tuổi này sẽ mang đến sự may mắn và thuận lợi cho công việc thành công viên mãn. Những tuổi đại kỵ trong hôn nhân và làm ăn. Trong phong thủy rất kỵ việc gặp tuổi đại kỵ vì sẽ gây nên nhiều phiền toái cho cuộc đời. Làm ăn và kết hôn nếu nên duyên cùng những tuổi này sẽ gây nhiều sự bất thành. Dưới đây là những tuổi đại kỵ theo tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý nữ mạng 1984: Đinh Mão, Quý Dậu kỷ mão, tân dậu. Tuy chỉ là tham khảo xong nếu gặp tuổi này, tốt nhất nên chú ý dân sao giải hạn đầu năm, hoặc làm thiện tích đức để hóa giải xung khắc. Những năm khó khăn nhất trong cuộc đời. Theo tử vi trọn đời giáp tí 1984 nữ mạng, thì những năm có số tuổi dưới đây là khó khăn nhất đối với quý bà. 20, 24, 25, 29 và 30, 43 tuổi không những khó khăn về việc làm ăn mà còn cả về gia đạo. Chọn hướng xuất hành hợp tuổi. Khi xây nhà, làm bếp, đặt bàn làm việc, giường ngủ, đặt bàn thờ. Nếu chọn đúng hướng sẽ mang đến sự may mắn cho gia chủ xua bớt âm khí, kích cầu vận khí tốt. Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý 1984 nữ mạng thì quý ba thuộc cung cấn. Tây tứ mệnh nên sẽ hợp các hướng sau. Hướng Tây Nam. Sinh khí, sinh sôi nảy nở, hỷ sự khởi đầu. Hướng Tây, Duyên niên tiền của dư giả, ăn ngon mặc đẹp. Hướng Tây Bắc, thiên y sức khỏe dồi dào, trí lực khỏe khoắn. Hướng Đông Bắc, phục vị thăng quan tiến chức, vinh quang phú quý. Chọn màu sắc hợp tuổi. Chọn màu sắc hợp tuổi có vai trò vô cùng quan trọng đối với bản mệnh của quý bà giáp tý. Khi chọn đúng màu sắc hợp tuổi mình, sẽ kích cầu nguồn năng lượng tốt xua đuổi những vận đen mang đến sự may mắn vẹn toàn cho chủ mệnh. Quý bà giáp tý có mệnh kim hợp với các gam màu đen, trắng và ghi thuộc hành kim tương hợp và mùa vàng, màu nâu đất tương sinh. Diễn biến tử vi trọn đời tuổi giáp tý 1984 nữ mạng theo từng giai đoạn, từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Theo tử vi trọn đời giáp tý nữ mạng thì vào năm 37 tuổi quý bà tuổi tý nên giữ hòa khi với mọi người xung quanh tránh gây bất hòa đến năm 38 tuổi sẽ có nhiều sự bất ngờ đến với bản mệnh. Hai năm 39 và 40 tuổi không nên đi xa. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý 1984 nữ mạng, thì từ 40 tuổi trở đi tuổi quý bà sẽ có nhiều sự may mắn trên bước đường công danh. Địa vị sẽ ngày một thăng tiến. Mặc dù thế nhưng sức khỏe lại có phần giảm sút nên chị em nên biết cách cân bằng giữa sức khỏe và công việc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, từ năm 46 tuổi các mối quan hệ xã hội của quý bà nên được tiếp tục duy trì và mở rộng. Công danh sự nghiệp đạt đến độ đỉnh cao và ổn định. Gia đạo có vài sự trục trặc liên quan đến vấn đề con cái. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, đây là khoảng thời gian gia đình của quý bà Giáp Tý nhận được nhiều tin vui liên quan đến hỷ sự, con cháu đổ đạt thành tài. Theo tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng thì năm 54, đến 55 tuổi người tuổi này sẽ có chuyến đi xa cần chuẩn bị thật chu đáo. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Theo các chuyên gia tử vi cho hay tuổi giáp tý nữ mạng đây là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp và bình an. Tình cảm các thành viên trong gia đình hòa thuận tốt đẹp yêu thương lẫn nhau. Quý bà sẽ được an hưởng trong sự sung túc và đủ đầy. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có những thay đổi nhất định. Vì thế quý bà nên cẩn trọng để mang đến vận khí tốt nhất cho bản mệnh của mình. Sau khi tiến hành phân tích tử vi trọn đời tuổi giáp tý, nữ mạng 1984 có thể thấy quý bà có một cuộc sống khá êm ấm, suôn sẻ, từ khi còn bé đã được gia đình yêu thương lớn lên được người chồng lý tưởng. Cuộc sống đạt đến sự viên mãn hạnh phúc. Tuy công danh sự nghiệp không được đến độ đỉnh cao, nhưng cũng không no thiếu thốn về già được an hưởng vui về bên con cháu, và dư giả về tiền bạc trên đây các chuyên gia tử vi vừa tiến hành phân tích tử vi trọn đời tuổi giáp tý nữ mạng trên tất cả các phương diện cuộc đời từ công việc gia đạo tình duyên đến phong thủy hợp mệnh hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý bà có được những nắm bắt điều chỉnh tốt nhất cho bản mệnh của mình một lần nữa xin được kính chúc quý bà cùng đại gia đình an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào